Vâng, hàng của anh đây em nhận đấy nhá. Bây giờ em sẽ khui ra và test thử xem nó tình trạng như nào nhá. Đấy, nguyên hộp anh gửi lên đây. Đấy. Giờ em sẽ kết nối dây và test thử xem có như cái tình trạng mà anh báo nhá. Dây quang à. Bình thường anh nhá. Đây. Rút qua không bị này. Tóm lại thử mà. Bình thường anh nhá. Cái này bình thường mà nhỉ? Rất bình thường, cái này có thể là do cái dây hoặc là do đầu ở bên nhà anh ấy. Người chạy thoáng được mà chết người em nhỏ mà chết người em. Nàng vẫn yêu màu thường mà sợ là có thể cái nguồn phát của anh ấy là như anh đoán ấy là có khả năng là bị cái vấn đề tức là cái định dạng ấy, cái định dạng quang của cái đồng phát ấy bị đổi ấy. Hay là anh ấy dùng MD hay là có cho MD vào không? Không, anh ấy có cho cái MD vào nào vào không? Anh hỏi rồi, anh hack mà không cho. Cứ cho MD vào thì nó không chạy rồi. Như trường hợp là cho vào MD nó kẹt rồi nó không. Hôm nay là chạy bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, cứ để theo dõi cho anh một hai bên. Đây là số series của máy anh nhá. Là 13917 nhá, 13917 nhá, đúng còn của anh nhá. Đấy thì em sẽ để đây vào theo dõi của nó theo mấy ngày. Em sẽ test cho nó chạy mấy ngày xem như nào. Đấy, còn hiện tại nó là bình thường. Quay lên gửi lên YouTube cho anh nhé. Bình thường anh nhá. Và khách này thì ở Hải Dương. Đấy thì bay bảo về là cái quang của nó không lên với cả nó chập chờn, thế là em mà gửi về thì để em xem hộ cho, không có thể mang thợ cho, nhưng mà về tới máy của bác vẫn bình thường, chả có vấn đề gì cả. Đấy, có thể là do cái đường quang ở nhà các bác, tại vì là có nhiều bác là dùng những cái dây quang từ ngày xưa nó lâu rồi, hoặc có thể là các bác cắm nó
nó bị lỏng hay gì đó thì nó sẽ bị hiện tượng như vậy. Hoặc các bác có thể đút MD vào, vì MD nó kẹt thì quang nó cũng sẽ không lên. Đấy, nó sẽ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì không biết là cái nguyên nhân của bác nào là như thế nào, nhưng mà hiện tại đây như bác nói thì là vỗ vào bên cạnh thì nó sẽ không lên hoặc là chập chờn. Em có rút ra rút vào rất nhiều lần rồi vẫn bình thường, và em đập như là kiểu phá máy mà vẫn chả xi nhê gì. Bật tắt đây, các bác nhìn vừa rồi nha. Đấy, bác nhìn thực tế luôn, em bật tắt. Bởi vì những cái hàng Onkyo này thông thường mà ví dụ con nào nó hỏng hỏng luôn, còn con nào mà nó lên rồi thì nó rất là bền. Đấy, chủ yếu là các bác cắm như thế nào thôi. Cái hàng nó thế mà. Đã hỏng là hỏng ngay từ đầu, về hỏng hỏng ngay từ đầu, còn không thì nó bắt đã chạy rồi thì các bác cứ dùng vô tư, chỉ sợ cắm nhầm điện thôi. Chứ còn tự dưng nó đang chạy này nó trục trặc thì nó cũng có nhưng nó ít lắm. Vì nhà em bán cũng bao nhiêu năm nay rồi. Rất là nhiều các bác rồi. Đấy. Quang này rút ra rút vào nó cũng bình thường. Thì anh bảo nhà anh có cái bao riêng anh cắm vào để mặt lên. Chỉ sợ là cái bao riêng nó có vấn đề chứ. Hoặc cái do tivi cái của nhiều con tivi nhá, nó giải mã nó tương thích với mấy cái đấy nhiều hơn. Nó sẽ cài đặt do phần cài đặt nữa. Cái cài đặt nó kiểu như dạng BCM với cả cái gọi là cái gì nhỉ? Nó có mấy cái định dạng quang đấy. Nhiều nhưng mà nhiều khách không biết cái đấy đâu. Ok nhá, tại vì cái Zalo nhà em nó bị hỏng. Đấy, Zalo của em nó bị hỏng nên là em phải đăng tạm cái nền video. Đấy, xong để gửi cho anh. Vì cái Zalo cái máy của em nó đang bị trục trặc, cái máy kia trục trặc, bây giờ nó sang cái máy này nó không lưu được, sao lưu được Zalo thế nào, bắt buộc phải đợi con máy kia thì nó mới lắp sim sang thì nó mới tinh thức được. Đấy, không nó mất hết cái dữ liệu, bây giờ mà em đưa hết sang máy mới này nó mất dữ liệu thế là anh mới chấp nhận là tạm dừng mấy hôm, chưa sao lụt máy kia. Thế là phải mất 1-2 hôm nữa thì chắc mới đi được. Thì em sẽ đăng tạm lên video, anh xem tạm trên video nhá.